chào quý vị đang đến với bản tin trưa của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay thứ hai ngày 14 tháng 7 năm 2014. Tại Nhà hát Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Huawei đã tổ chức làm lễ tốt nghiệp cho 42 tân thạc sĩ quản trị kinh doanh cao cấp khóa 6 tại Thành phố Hồ Chí Minh và là khóa 13 tại Việt Nam. Đây cũng là chương trình duy nhất tại Việt Nam được tổ chức AACSP quốc tế kiểm định và công nhận đạt chất lượng. Trải qua 21 tháng học với 19 môn học ở nhiều lĩnh vực và nhiều trải nghiệm khác nhau, 42 học viên đã hoàn thành xuất sắc việc học tập với nhiều áp lực để nhận được tấm bằng MBA có giá trị toàn cầu. Để theo học chương trình thạc sĩ quản trị kinh doanh cao cấp, học viên phải có ít nhất 5 kinh nghiệm làm việc sau khi tốt nghiệp đại học và chương trình được giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh. Đồng thời, mỗi học viên đều phải trải qua các cuộc phỏng vấn trực tiếp với giáo sư, qua đó đánh giá phương pháp tư duy sáng tạo và khả năng nhạy bén phân tích trong các tình huống kinh doanh khác nhau. Nội dung của các môn học còn được truyền tải thông qua tương tác giữa người học và giảng viên từ các tình huống kinh doanh thực tiễn tại Việt Nam và quốc tế. Được biết, từ năm 2007, chương trình đã mở khóa đầu tiên tại Thành phố Hồ Chí Minh, hợp tác với Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Đại học Huawei luôn đánh giá Việt Nam là đối tác chiến lược với nhiều tiềm năng về giáo dục. Sắp tới, trường sẽ hợp tác mở các khóa đào tạo ngắn hạn về quản trị kinh doanh, quản lý khách sạn du lịch và quản trị nhân sự.